Sáng ngày 24 tháng 2, nhiều người dân lưu thông qua khu vực hầm chui An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã hết sức bàng hoàng khi chứng kiến một cảnh chiếc xe buýt đang bốc cháy dữ dội. Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc xe buýt bị cháy ngay tại cửa hầm chui An Sương, ngọn lửa bùng phát từ phía đầu xe, nhanh chóng bao trùm cả chiếc xe và khói đen thì bốc cao nhiều mét. Được biết, vụ cháy xảy ra vào lúc 6 giờ 40 ngày 24 tháng 2. Thời điểm trên, nam tài xế lái xe buýt số 27 tuyến Bến Thành An Sương chạy trên đường Trường Chinh hướng về ngã tư Trung Chánh, quận 12. Vừa qua hầm chui 10m về địa phận quốc lộ 22, tài xế thấy lửa và khói bùng lên từ đầu xe, liền mở cửa tháo chạy và hô hoán. Thời điểm cháy trên xe buýt chỉ có tài xế, không có hành khách. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 điều xe chuyên dụng dập tắt đám cháy sau 20 phút. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng xe buýt bị thiêu rụi.